cái ví dụ này các bạn sẽ gặp rồi tháng 1 hai năm 2023 công ty kiểm toán A rồi ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho công ty B công ty B đã, đã, đã ứng trước tiền năm 50 phần trăm 50 phần trăm hợp đồng ví dụ là bằng 100 triệu đến uh, tháng 3, tháng 3 năm 2023. À hoàn thành hợp đồng. Công ty A đã xuất hóa đơn cho B và B đã thanh toán 50% còn lại. Về chế độ kế toán thì công ty B sẽ hạch toán như thế nào đây? Đầu tiên, ứng trước 50% hạch toán như thế nào? Đã tài khoản 3331 có tài khoản 112 là 100 triệu bạn nó nằm ở trong ngang năm 2023 khi mà hoàn thành nghiệp bằng con còn lại và khi mà nhờ đối với hóa đơn á, thì chúng ta hạch toán là nợ gì ở đây là năm 2023 còn trong năm 2022 hạch toán như thế nào sẽ ghi nhận một cái khoản chi phí 6427 và có tài khoản gì 335 à, số tiền chính là 181 triệu kế toán sẽ chích trước cái chi phí này vào năm 2022 nhưng mà về mặt thuế đó thì nó đã được tính vào chi phí được trừ chưa chưa được tính vào chi phí được trừ đó là tranh lệch 8 thôi chưa được tính vào chi phí của năm 2022 nhưng nó sẽ được tính vào chi phí của năm nào các bạn à, 2023 từ 1 và 2 phát sinh điều gì sẽ phát sinh cái tranh lệch gì đây tranh lệch tạm thời được trừ hay là tranh lệch tạm thời chịu thuế à, đây là tranh lệch được trừ được trừ ở trong tương tương lai tạm thời nó không được trừ nhưng mà ở trong tương lai thì nó là được tính vào chi phí được trừ Như vậy về mặt thuế và cái toán nó đã phát sinh cái tranh lệch tạm thời mà phát sinh trên lệch tạm thời được trừ thì nó sẽ phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp của quản lại đã phát sinh cái chênh lệch này thì sẽ phát sinh cái tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp của quản lại chênh lệch tạm thời được trừ chính là số tiền này thuế thu nhập doanh nghiệp mình cho là 20% phần trăm như vậy tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp quản lại phát sinh sẽ bằng chính cái số này nhân với 20% phần trăm trong năm 2022 khi chúng ta lập cái tờ khai 03 chúng ta sẽ điều chỉnh như thế nào đây các bạn ở chỉ tiêu b b bạ nó sẽ bằng 181 triệu đó là về mặt thuế nè, rồi về mặt kế toán thì chúng ta sẽ hạch toán như thế nào? À, chúng ta có một cái khoản tài sản, đó là tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp quản lại tạm thời hiện tại bây giờ mình nộp cho nhà nước bởi vì nó chưa được tính vào chi phí được trừ. Nhưng năm 2023 nó sẽ được tính vào chi phí được trừ, có nghĩa là nó sẽ được quản quản lại à, nợ 24, 243 có tài khoản 82, 8212 số tiền là bao nhiêu các bạn? 36, 33, à. thuế trên tờ khai 2023 đã tương ứng với số cái số thuế này nó thuộc cái chỉ tiêu e nằm trong cái chỉ tiêu e rồi 8212 này sẽ kết chuyển sang tài khoản nào các bạn Ờ à, kết chuyển sang tài khoản 911 Năm 2023 Thì về thuế thu nhập doanh nghiệp Khi chúng ta lập cái tờ khai Thì chúng ta sẽ làm gì đây Tờ khai 03 chúng ta sẽ làm gì các bạn Chúng ta sẽ điều chỉnh tăng B12 Vì mặt kế toán mình sẽ làm gì Còn nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp quán Quản lại Nợ tài khoản 8212 Và có tài khoản 243 Đồng thời chúng ta sẽ kết chuyển lại Nợ 911 Và có gì 821